Vâng, em Hiếu Minh Đô xin mến chào toàn thể các bác nhá. Và trong buổi chiều nay em Hiếu Minh lại lên cấu hình cho bác cũng như giới thiệu đến toàn thể anh em một lô loa em mới về. Thực ra chiều nay đã về mấy lô liền rồi. Thì đây em quay luôn, đây là lô loa AB Tham Bát 25 nhá. Em sẽ quay chi tiết đến toàn thể các bác, hàng đẹp lắm các bạn. Trong lô này sẽ có hai đôi em thanh lý thôi nhá, do nó bị lai bát rồi ạ. Lai bát là một đôi nó bị sửa côn đây này. Sửa côn Trung Quốc này nó nhét nhét này. Thì em sẽ bán thanh lý nhá, mất hai đôi. Đằng kia một đôi và đây một đôi. Tổng lô này em về là hơn 30 đôi các bác nhá. Số lượng cực khủng luôn bác nhá. Trên thị trường hiếm khi có ai nhập số lượng nhiều như em lắm. Chắc đến trên đầu ngón tay chắc vài người thôi. Đây, quay số lượng hàng về nhá. Đẹp thật sắc luôn. Hàng đẹp lắm các bạn. Trong đây thì em báo cáo bác, em vừa bốc hàng xong. Tiến cho anh nhỏ nhỏ đi. Ở đây thì em Minh hôm trước em thông báo ở đây. Lô đẩy AB Tham này hết nhá, còn mấy con này em trả đơn này hết này. Đấy, các bác thấy không? Một chồng họ xếp dài được kia, đã hết hàng, chiều em đóng lốt vài con này là hết này. Thì nhưng chiều nay em về được thêm lô đẩy Eric bác nhá. Lô đẩy Eric sử dụng mạch CRHH KA5002 với công suất cho ta 600W một kênh bác nhá. Dòng này anh em chiều đang bán đâu đó khoảng 3,5 triệu, các bác gõ luôn trên YouTube luôn. Bán bao năm nay rồi. Nhưng gặp Hiếu Minh thì các bác sẽ được mức giá hợp lý trong thời điểm này em đang nhận lụt bạc. Thì em ưu đãi cho bác này. Các bác đăng ký kênh và ủng hộ kênh em nhé. Thì em ưu đãi mức giá là 2.400.000 đồng. 2.400.000 đồng bao giá luôn. Anh em gõ luôn, quảng cáo quá nhiều rồi. Hàng em về đẹp lắm, nhìn đây. Vì nó nhập theo lô mà. Nhập theo nguyên lô. Đây một lô là Eric K310 phiên bản đời cao nhất của Eric. Về 70 đôi thôi nhá. Lô này thì khủng luôn, tháo nguyên ba sàn ra. Hai hàng thôi nhá. Quay bác này, hai hàng này. Đấy. Hai hàng 70 đôi. Tổng là chiều nay là 100 đôi tất cả. Model ở Eric thừa đến từ thương hiệu của Đức, MK310. Cái này thì em chưa nhận giá, em chưa chính xác giá, nhưng nhập nhiều là giá tốt. Đấy, mặc định thế các bạn. Anh em thời điểm các bác nào thời điểm này có nhu cầu nâng cấp đổi cát thì liên hệ bên Imuro để em hỗ trợ bác nâng đời. Thì hôm nay thì buổi chiều nay thì về toàn những dòng vừa miếng các bác. Tại sao nói từ vừa miếng? Tại vì những lô loa bát 25 là rất vừa miếng cho phân khúc. Các bác chơi từ 20, 25 và 30 mét vuông là rất vừa miếng. Mới nhất là các bác quên hôm trước là em về lô loa AB Tham em không lên cấu hình cho bác cùng đồng bộ đẩy luôn. Nhưng mà thôi, đẩy này hết hàng thì cũng nói. Thì đợt này em về lô đẩy Eric này, mạch CRHH, tiếng rất hay. Thì các bác mà ghép với bộ dàn này, mới với cả đôi loa này thì bộ dàn đâu đó chỉ có hơn chục triệu một tí thôi. Hơn chục triệu một tí, một đôi đẩy hơn 2 triệu, một đôi loa chắc khoảng... Đô la chắc em phải bán khoảng không biết 5 triệu hơn 5 triệu một tí. Khoảng nói chung khoảng thôi. Mấy con vang con mic thôi nó tầm chục triệu bộ dàn, toàn đồ chất các bạn. Các bạn nhìn đâu. Em quay nhà hình các bác là số lượng hàng về cực khủng nhá. Và lô nào em quay được hết thì em review, còn không quay được hết thì em cứ cất kho đã rồi review dần cho các bác. Thì hôm nay tâm điểm là buổi chiều hôm nay thì lô loa AB Tham Bát 25. Về nhiều quá không biết quay từ đâu các bạn. Đô la AB Tham Bát 25 này thì em với Minh báo giá luôn. Giá hiện tại thị trường đang bán những đô la AB Tham Bát 25 này đang bán mức giá khoảng 7 triệu 7,5 triệu. Thì em với Minh sẽ chào bán cho bác mức giá là 6 triệu đồng. Em hỗ trợ bao ship cho anh em nhé. 6 triệu đồng bao ship các bác nhá. 6 triệu đồng bao ship các anh em đến cửa hàng. Các bác mua đến cửa hàng em bớt cho bác 300 ngàn đồng. Đấy. Những dòng loa đến từ Driver thương hiệu của Pháp. Các bác nhá. Frankie AB Tham. Cái dòng này thì lúc sáng em quảng cáo bát 30 rồi. Củ chép của bát 25 với bát 30 to bằng nhau ấy nhá. Chỉ có cái bát thôi. Bát của bát 25 thì nó nhỏ hơn thôi. Đấy. Cái dòng này xuống bích từ trắng. Bích từ trắng là dòng bích từ cho chất âm hay nhất trong phân khúc loa. Đấy, lưu ý cho em. Hay nhất phân khúc loa nhá. Đặt cho anh cái bát lên cái. Đấy. Thành ra bát kia, bát hàng kia vào kìa. Anh em nó bát hàng kia được, anh kiểm tra rồi đấy. Ờ, bát giờ dần đi, anh quay rồi. Đẹp lắm các bạn, vì là đằng cái dòng này ấy, nó chưa sử dụng căng, nó căng lỉ ở ngoài, nghĩa là mặt ngoài sắt trong lỉ nên nó ngăn bụi, nên nó bắt cái bát nó, bác nhìn này đẹp lắm. Và dâu ngược cũng nhá, dâu ngược và đẹp keo này, chúng tôi bắt 30 này. Đấy, ok chưa? Nó mất hai đôi thì em thanh lý thì em nói rõ rồi, em có thời gian thì em sẽ thanh lý sau. Nhưng mà hai đôi là nó lai bát và một cái nó sửa côn nó nhét đấy, nhìn là biết ngay các bạn, đơn giản lắm. Còn hàng đẹp thì nhìn phát biết ngay nhá. Tại vì em nhập lô vì em mình bán các cái hàng này là mình có lời rồi.
chứ ai bảo bán lỗ đâu ạ. Em bán con lợn mình bán giá rẻ hợp lý để trôi nhanh thôi đấy. Còn đâu mấy cái đô còn 2-3 đôi kia thì mình bán xả thì ní lỗ thì tí cũng được, không sao cả. Đây bác nhìn vào phân tần gấu không, cái phân tần bát 25-30 em thấy nó giống nhau, nó to bằng nhau, nó giống nhau, chỉ có mỗi kích cỡ bát thì nó khác nhau thôi và thùng nó kích cỡ khác cỡ thôi. Và 100% là thùng ván ép cho bác nhá, thùng ván ép chống nước. Lấy anh cái căng ra đây, ôm cái căng vào đây cho đẹp nào. Chiều nay thì em không test được vì nó tầm này tầm trưa, đầu chiều người ta đang nghỉ ngơi, không test thì mình không test. Abetham bác nhá, cái dòng này thì tiếng hay lắm. Nếu ở phân khúc mở loa bát 25 ấy, mở cứ 6-7 triệu giật về ấy, không có nào ăn được Abetham ở đâu. Kể cả hiện tại bên em rất nhiều loa bát 25, nói chân thành luôn. Con này tiếng hay lắm, nhưng bao chơi dòng này nó biết thôi, chỉ có những bao đã chơi rồi nó biết. Còn em nhà em bán nhiều loa, em nói công bằng luôn, kể cả nhà em đang có những bộ loa đang phân khúc khoảng hơn 5 triệu hoặc bộ loa hơn 4 triệu, hoặc những bộ loa cũng sềm sềm gần bằng mức giá con này, nhưng không ăn được loa này đâu các nhá. Loa Abetham nó vẫn hay hơn các nhá, hay hơn nhiều ấy. Tất nhiên là tầm tiền nào nó có giá, nó quan trọng em thì mình bán giá hợp lý cho bác chơi. Nó có 2 hộp cắm loa đấy bác này, 2 hộp cắm loa bác nhá. Hàng ngoài rất đẹp, em chưa vệ sinh nhá, vì hàng về nhiều làm sao thời gian đâu vệ sinh, chưa vệ sinh. Bán đây là bán vàng về quay mộc thôi, hàng nguyên về tháo nó chỉ bụng bẩn, chưa vệ sinh. Về quan trọng nó đẹp, lấy rẻ lau cho nó đỡ ô nhớ ấy nào, hình cho bác nhìn nó đẹp hơn tí. Trên cái rẻ thấy chưa, đây bộ đen này thì các bác đòi đánh được trên âm ly cũng được này. Đấy thì hàng về nếu mà em chỉ lau chùi em vệ sinh đi thôi, nó đạt 90% ngay, nói thẳng luôn. Có tại vì sao em quay đây, tại vì báo cáo biết vì nhà em nhập nhiều nên phải quay này, không có thời gian đâu mà quay 1-2 đôi là mông là màu mè gì đâu. Tại vì là có những bác em chụp cho em bảo chụp là em chụp hẳn một nguyên hẳn đống là bác bảo loa này xấu. Em không hiểu xấu ấy thì nhập những cái cơ sở khác người ta chỉ nhập 3-4 đôi, 4-5 đôi người ta là vụ như em để sang nhượng lô này, em cắt lô ra thì em mông cho rồi, hoặc là người ta về người ta mông rồi thì nó nhìn sáng sủa giống như em vừa lau đây. Các bác nhìn sau khi lau đây nó đã thế này rồi đúng không ạ? Đấy. Model là LM10S bác nhá. Công suất là 250W ở RMS Abetham. Đấy. Có đường vào và tín hiệu link này. Thiết kế thùng cân và ở đằng sau có lưới chống cho chuột này. Thiết kế thùng cân nhá. Cái dòng thiết kế thùng cân này tiếng nó ra rất là hay. Tiếng nó rất là mượt luôn. Và cái chất lượng hay không, bác nhìn vào cái kết cấu của màng của nó. Đây, bác nhìn vào cái màng này. Đây. Bác nhìn màng này. Màng đối với dòng bát 30 thì gân nó nhiều hơn, đối với dòng bát 25 thì gân hơn này. Nó dày, màng nó dày nhá. Và nó có gân này, gân guốc nhá. Nhưng nó thưa hơn, nó ít hơn. Đấy. Gân nhuộm tẩm dầu nhá. 3 lớp này, màng còn dưỡng luôn nhá. Cái dòng này 100% là màng dưỡng các bác này. Nó dưỡng màng luôn, nên là nó nhìn nó bóng 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 ấy. Nó dưỡng màng luôn bác nhá. Rất là đẹp luôn. Bát 30 vậy sáng quay ấy. Bích từ trắng rất đẹp luôn. Đẹp hết này. Đừng quay cho bác này. Đẹp hết này. Đẹp hết nhá. Long lanh luôn. Nhìn phát biết ngay. Long lanh luôn. Long lanh luôn này. Đây là cái bẩn đẩn thôi. Lấy tay lau hết này. Đấy. Này. Đẹp long lanh này. Long lanh này. Này. Bẩn này. Lau tay này hết này. Được chưa? Lau tay cũng hết thì nó bám lưới ở ngoài rồi. Nhưng kiểu nhiều khi là cái bụi nó bám vào một ít ấy. Vẫn đầy kiểu mốc nhẹ ấy. Đấy kiểu đấy. Đấy. Long lanh hết nhá. Đó nhá. Lật cho bác lô. Đấy. Hết luôn. Còn trước ở đây đây. Đây đây. Trước này là người ta thà, không phải lai bát. Con này là con thay màng. Thay màng. Con bị thay màng này. Thay màng này. Nếu mà em nhá, không em không nói thay màng các bạn không biết đâu. Tại vì nó làm đẹp lắm, thay hẳn nguyên cả nhện cả màng các bạn không biết đâu. Nhưng vì là mình bán hàng nó cả đời. Nói rõ luôn cái này thì bán thanh lý nhá. Thanh lý này, con này thì một chiếc này sửa côn này. Nhìn nhuyễn nhuyễn này. Sửa côn thì em bảo sửa côn thôi. Đây nó cạnh cả nhện nên nhìn xấu này bao nhiêu. Trung Quốc nó làm xấu lắm. Đấy, Trung Quốc nó sửa xấu lắm. Mất 2 đôi thôi, bên kia 1 đôi. Tổng có 2 đôi, em sẽ thanh lý cho anh em. Nói chung em rảnh em mới có thấy thanh lý thôi. Thời điểm này em nhập về rất nhiều loa nhưng mà nó có một vài đôi nó thải ra thì em sẽ thanh lý cho các bác. Người nó phải có thời gian, em bận nhiều em chưa để lọc cho các bác được. Đấy, thông báo trên kênh cứ nhắm đến những cái
hàng về nhiều và bán xả mức giá tốt cho anh em chơi. Các bác có nhu cầu thì liên hệ em, cũng như có nhu cầu nâng cấp, hỗ trợ, nâng đời, trải nghiệm âm thanh thì liên hệ đơn vị Ô Tô các bác nhá. Và xin chào tạm biệt bác nhá.